Hai cho anh em vào xẻo lưỡng mình nhà tàu lỗi chỉ tám giúp các trẻ bạn trong video bán nạc xe vừa số 90 à. Bi với một ạc điển hình cho người chơi VIP 5, VIP thấp nạp ít nhưng chơi cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Chắc chắn đây sẽ là một hình mẫu lý tưởng cho các anh em ở server 100 trở lên. Đấy, các bạn có thể tham khảo. Ở đây một đội hình bao gồm cả 6 vị trí tư chất 15 nhưng không phải võ sĩ nào cũng đồng đều như võ sĩ nào cả. Sẽ có những vị trí được up lên chỉ số chiến mạnh khủng khiếp, còn những gọi vị trí thì chỉ gọi là cho đủ đội hình thôi. Thậm chí còn không có vũ khí luôn. Thứ mình đang nhắc tới ở đây chính là Tung Furu và Athena. Đội hình như vậy sẽ bao gồm 4 vị trí chính và 2 vị trí phụ. Đây là 2 vị trí phụ các bạn ạ. Đấy, còn lại là 4 con chính đứng chéo chéo các bạn nhé. Đấy, như vậy vị trí được bảo vệ kỹ càng nhất sẽ là Enzo. Mình theo mình thì thấy Colit dễ chết hơn nên để nhảy, nhưng còn Enzo khi bạn nâng S max rồi thì nó cũng khó chết lắm. Đây là chủ ạc đang có định hướng nhảy nên mình để nguyên như này nhé. Thì đây cũng là một cái lời khuyên chân thành cho mình của mình dành tới các bạn, đặc biệt là các bạn đang chơi server mới và không có nhiều tiềm lực tài chính tốt thì các bạn đừng hy vọng là sẽ nâng đủ cả 6 võ sĩ ở trạng thái đầy đủ học, mà thay vào đó hãy nâng 3 con hoặc 4 con thôi. Ví dụ đây là bạn thì nâng 4 con. Trong đó thì hãy đủ đả kỹ vệ, nói một cách chuẩn xác hơn là đủ tấn công và phòng thủ và hỗ trợ. Đấy, trong team hiện nay thì tấn công sẽ có Enzo và Codit, hỗ trợ là Hotaru và phòng thủ sẽ là Ainis. Thật ra thì con Ainis này nó khá là đa năng, đấy, cho nên là nó có thể đóng được cả vai trò phòng thủ nữa. Chứ tương lai nhìn xa xa ra một chút là team này đang thiếu vị trí phòng thủ đấy các bạn ạ. Đấy, chưa có một con tank thật sự là xịn đâu, thì thay thế Hotaru, Tung hoặc là Athena bằng một con vệ xịn sò nữa thế là ngon. Đấy, còn đâu hiện nay thì mình tin tưởng rằng Ainis vẫn hoàn thành tốt vai trò phòng thủ các bạn ạ. Đồ của bạn này theo kèm mình thấy rằng cũng rất hợp lý. Đấy, bạn ấy không quá xô đồ tham vào cái vụ hồn lực sói kiều ở trạng thái 5 sao, thay vào đó thì chỉ 1 sao thôi, vì sói kiều 5 sao nó tốn nhiều lực lắm. Đấy, các bạn muốn ăn đứt từ người khác từ người ta thì sói kiều phải cấp cao, phải sao hẳn lên. Chứ bây giờ 2 sao thì hơn một tí thôi, 1 sao thì ăn thua gì, cùng lắm phải là 3 sao so với 1 sao. Đấy, thay vào đó thì bạn đi chơi một cái hồn lực 5 khô héo các bạn ạ. Và trong tương lai khi mà lưng cái khô héo này lên cấp sao cao, sao cao để thì hoàn toàn nó không có chuyện là thua kém sói kiều đâu các bạn ạ. Thế nên là mình khuyên anh em nào xem mới chơi thì định hướng là lên là lấy khô héo nhá, sói kiều thì để trạng thái 1 sao thôi, lấy cái lượt đầu tiên gọi là đỡ bị thiệt hại do thua uy thôi, thế là được rồi. Còn đâu lên là hướng tới khô héo. Hôm trước mình có review rồi, bộ kỹ năng của nó thì cũng khá là bình thường nhưng vào trong trận thì có hiệu quả tuyệt vời luôn. Có một bất khuất đấy là hàng free dành riêng cho Enzo. Rồi các bạn thì ạc vẫn chưa qua level 90 lâu đâu, đang ở level 102 thôi. Bạn ấy tích như này cũng là khá rồi đấy, VIP 5 như này quá đỉnh đấy. Trước khi vào tích trong chỗ top đồ trường thì chúng ta cùng check thêm đồ của nó các bạn nhé. Enzo có một viên dù 6 khá tốt với cái nội tại khá hiệu ứng, đi kèm được với cái nội tại cũng khá hiệu ứng của Enzo luôn. Đấy. Chứ như vậy có đúng một vị trí đun đỏ thôi các bạn ạ, và Enzo sẽ là vị trí cân tim rất hợp lý. Thì đây cũng là một cái hình mẫu để mình gợi ý các anh em nào chơi ở server mới, khi các bạn dồn đồ cho run thì các bạn nên dồn cho một bộ sói 6 đỏ. Đấy. Sói đỏ 6 đầu tiên lên là như vậy, 6 viên luôn, mắc pin luôn cho một mình ở cánh tem. Ở thời điểm server mới một võ sĩ gánh tem là chuyện hết sức bình thường các bạn ạ, không có việc gì gọi là quá khó hiểu nhé. Sau này khi mà đồ cho họ nhiều rồi họ có thể dồn đồ cho 2-3 con đấy, thì cả một con gánh tem nó sẽ ít đi, chứ bây giờ là hoàn toàn có thể trong tầm tay. Có điều với server này thì mình nghĩ là cũng sớm có nhiều người chơi sở hữu 2 bộ rune thôi, thế thì sẽ là một công một thủ. Đấy là cái kinh nghiệm nhá. Còn bạn nào mà cảm thấy rằng mình có một cái võ sĩ tấn công hoặc cái meta lúc ý võ sĩ phòng thủ nó không được khỏe lắm, đấy, mình lấy ví dụ như Yashiro thổ không phải là một cái võ sĩ phòng thủ khỏe lắm đâu, Eli thì không phải quá khỏe đâu, thì các bạn có thể dồn lấy 2 bộ rune sói đỏ cũng được, rồi sau đó mới quay lại một bộ rune núi, bộ rune trên đấy là phòng thủ. Đây là cách chơi rune các bạn nhé. Phần tinh tú thì thật ra cũng tương tự như vậy, mình tin là đây là vị trí được ăn học đầy đủ nhất, mặc dù nó cũng chưa được full nhưng vì tinh tú này mình tin là cũng mới mở thôi. Đấy, còn lại các vị trí khác thì có gì dùng đấy, chính xác theo gọi là dùng hàng miễn phí đấy. Đấy, tương tự như vậy với kỹ thuật nét, thật ra thì cái tinh tú và kỹ thuật nét này thì phải chờ đợi các bạn ạ. Chờ đợi ở đây là hiểu là chờ event, đấy, đợi nó cho một cái event nào đó ngon ngon
thì ta mới lấy, mình lấy ví dụ đợt sinh nhật vừa rồi hoặc cái event cương nào đó để nó tặng kèm theo những cái đồ đấy thì mình dùng thôi. Thế còn đâu thời điểm này thì mình nghĩ vẫn là rune, vẫn là hồn lực tăng là cái thứ, và ban môn võ sĩ vẫn là ưu tiên. Thế hàng này về thứ hạng lực chiến thì hạng 14 chứng tỏ rằng đồ đó phải nói rằng vip vip cấp thấp nên thành ra không có nhiều cơ hội lấy đồ như hồi kia, nhưng lấy con nào chất con đấy các bạn ạ. Thứ hạng trong một trường nó lên tới tận tầm tầm vip à, hạng 6 luôn, đây là chưa đánh gì các bạn nhá, đánh thì kéo còn tăng hạng nữa. Kiểm tra xem có khi cơm chưa chín đâu hiểu ơi. Trước khi vào trận đấu thì chúng ta ngó luôn vào cái túi đồ xem là còn thực lực không, chứ thật ra mình thấy rằng áo vip 5 và ông lực này như này chắc là khả năng là cũng hao hao đồ ấy, không còn nhiều đâu. Rồi đây là phím ở các server cũ người ta hướng tới phím bạch kim luôn, đây vẫn còn phải dùng phím đỏ các bạn ạ. Ở đây còn cái chip này các bạn này. Đấy, mình lâu phết được mới lên được chip ấy. Cũng là một thứ mà cũng lâu phết đấy. Đây là trong gói battle pass. Các bạn nào nạp ở server mới thì mình vẫn khuyên là nếu như các bạn nạp từ đầu tháng hay đúng hơn là chơi từ đầu tháng thì nên, đây nhiều hồn được làm phết này thì các bạn nên là chơi battle pass nhé. Cái nguồn nguyên liệu nó đem lại cho các bạn lớn hơn rất là nhiều so với các bạn nạp kim cương. Trừ phi là các bạn hụt mèo thì chấp nhận là phải chấp nhận là kim cương thôi. Chứ battle pass nó đem lại nguồn lợi nhiều hơn rất nhiều, ngoài còn tới tận gần 1.000 mảnh vạn năng. Các bạn nào mua thì chắc chắn là không cần phải lo về cái việc là vip thấp thì không được nhiều quyền lợi về mảnh vạn năng. Nên là thiếu đồ nâng cấp võ sĩ không thiếu đâu. Các bạn vip thấp thì theo mình đánh giá thì không được phép bỏ qua các việc đánh các chế độ nếu như vẫn muốn leo vào top. Bởi vì các top cao mình biết là hay bỏ các chế độ này lắm, chúng ta không có nhiều thời gian thì các bạn vip thấp thì các bạn tranh thủ mà đánh, khi đấy các bạn sẽ có nguồn lợi cực kỳ lớn luôn. Các bạn thay thế võ sĩ mà cũng không cần phải suy nghĩ về mảnh vạn năng, nên không phải cần phải tính toán quá nhiều. Thôi còn vào đấu trường thôi, mình tin là Enzo sẽ vị trí gánh tank vì nó được xây dựng theo một cái định hướng như vậy mà. À, hiện nay là 4,66 triệu nhưng mà vì dính hai con Hotaru và Athena, quên thì là Tungfuru và Athena, nên thực tế lực chiến chuẩn hàng này phải tương đương mình nghĩ phải sấp xỉ 5 triệu. Đấy, chứ không thấp đâu. Mình sẽ đánh với bạn Goddess này nha. Đấy, một bạn thần nữ này, Glitter Goddess, người sáng lập thần nữ thần. Ok, một đội hình không có meta của bạn đấy, toàn võ sĩ nữ thôi, chúng chắc là meta thuần nữ. Nó chỉ có cái nội tại sói cừu và các nội tại của mấy con Athena để chấu chịu. Nhìn chung thì nó sẽ không mạnh được bằng meta chuẩn mực ở những giai đoạn đầu, còn đoạn cuối thì nó mạnh hơn đấy các bạn ạ. Đối phương là người Hermy, họ nổ run trước, họ bao có rất nhiều các võ sĩ nữ chất 15 ở thể loại mới các bạn ạ, bao gồm Mai, Angel, Elizabeth, ba con này là ba con siêu mới. Cũ hơn một tí thì có Hotaru và Semiloi. Feta thì chỉ có đúng con khó học của bộ đôi. Angel và Hotaru là ngang hàng đối phương, chứ Athena Feta cũng là Athena đều. Nói như thế để các bạn thấy rằng bên đối phương họ nhẫn nhịn hơi bị ghê gớm để mới đạt được cái một đội hình tốt như này đấy. Họ bỏ cả Anis các bạn. Trước đấy thì còn bỏ qua quá nhiều võ sĩ, Chiến Hỏa, Gonit, vân vân ở mây. Nên là để đạt được cái thành quả một đội hình đẹp như một bạn Goddess kia không phải là ngẫu nhiên một góc đâu. Ông tính toán nhẫn nhịn chán chê đấy. Ở server mới này thì mình thấy rằng không có quá nhiều người chơi là trên vip 10 nên là các bạn chơi thì cũng xác định là khá là nhàn, không cần phải áp lực nhiều quá. Thường là battle pass và sự ý tức là đủ để tranh hùng tranh bá thôi. Đối phương cũng có Esmond Angel luôn. Bên đối phương thì có rất nhiều võ sĩ nữ các bạn ạ, có rất nhiều võ sĩ mới các bạn ạ, nên thành ra mình đã có một dự đoán là bên đối phương sẽ đồ ban môn các thứ nó sẽ không đầy đủ, nhưng mà không, họ vẫn đầy đủ hết luôn, ban môn vẫn ngon lành luôn. Đây là pha đáp trả của Elizabeth bên Fenta. Cả hai bên chưa có quá nhiều cái hiệu ứng ngoại lai, ví dụ như tới từ hồn lực lăng. Đấy, cho nên là nó cái ban môn của võ sĩ nó vẫn rất là giá trị các bạn ạ.
chứ ở các server cũ nó kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau, nói chung là chơi phức tạp hơn hẳn. Đoạn đoạn này server mới chơi cảm giác vẫn dễ nhìn, vẫn dễ tính, nhìn được ai thắng ai thua là dễ lắm. Và theo mình thì bên đối phương họ sẽ thắng, họ có quá nhiều võ sĩ có giá có chất lượng hơn, họ thua đúng một cái là không có con hàn nhân đây. Chứ tấn công là họ hơn, hỗ trợ phòng thủ, hỗ trợ tấn công này họ đều hơn. Chính ra thì bên phe ta còn gần như chẳng có con nào hỗ trợ tấn công. Thôi, quang tèo là điều quá là dễ nhìn thấy rồi. Cũng phải nói thêm rằng con mai đối phương là một con võ sĩ chất lượng đấy các bạn ạ. Ở server mới nơi mà hồn được năm nó chưa hỗ trợ cho đáng kể, kể cả rune cũng thế, cùng lắm tay con đen kia có hai bộ rune đỏ là kịch, tinh tú ở chip đấy, thì những cái con có khả năng hỗ trợ đồng minh tốt như là mai lại càng nổi bật hơn đấy. Nó không có nhiều người hỗ trợ mà, thì một bát khi đói bằng một gõ đâu, một miếng khi nói bằng chả bằng một gói khi nỏ, đúng không? Thời điểm này nó hỗ trợ tí bằng giá trị gấp bao nhiêu lần ở những người chơi ở server cũ, chưa kể sát thương của nó thì cũng không hề yếu chút nào cả. Con mai này đưa vào server mình thì sát thương gãy ngứa, hỗ trợ chả thấm vào đâu mấy, vì nó nhiều cái khác nó cũng ảnh hưởng, nó cũng hỗ trợ rồi mà. Rồi, có lẽ quá rõ ràng, không cần meta đúng không các bạn? Xem vừa mới không cần meta, giống hệt như lão Việt tìm siêu nữ, cả lão Sơn nữa hay sao ấy, không biết lão Sơn đúng rồi, cả hai ông ấy trời óc cần meta toàn sáu con si nữa rồi. Nó sẽ bị thiệt một tí ở giai đoạn đầu nhưng về lết thì hơn. Rồi đây là mai, thôi càng đánh đối phương họ càng tỏa sáng. À nói gì thì nói, đây cũng là một acc thuộc loại gọi là video bán acc các bạn nhé. Acc thì là tầm khoảng độ gần 2 triệu đấy. Đây nói là 2.000 VIP 5 nhưng mà thật ra nó gần VIP 6 rồi các bạn ạ. 210 kim cương nữa là sẽ lên VIP 6. Tổng ông ấy là mất gần 2 triệu. Bạn nào mua hàng thì để lại số liên lạc với mình trong số điện thoại, link Facebook bên dưới phần mô tả video. Sao bao gồm mọi chi phí là 1,9 triệu bán để ông ý hồi vốn. Thật ra bạn này chơi quá tốt các bạn ạ, chả phạm cái lỗi lầm gì cả. Kim cương thì còn nhiều, máy vẫn đang còn nhiều hơn. Đội hình võ sĩ thì ngon, có những võ sĩ đang có thể gánh tem và có những võ sĩ có thể được thay thế đi mà không cần phải tốn nhiều lực, đúng không? Các bạn để ý dòng tư chất 15 của bạn ấy nhé, không một con nào lên 5 sao các bạn ạ. Này, Instinct, Xion, Acquisition, huyền thoại Omega, Google đấy, hên, đúng không? Không một con nào của bạn ấy nâng lên tư chất 15, phải nói là bạn ấy quá là chơi gói nó quá chuẩn mực. Đấy, nâng lên thì nó phí nó tốn thôi. Yori này chắc là mảnh miễn phí, đúng không? Để các bạn thấy rằng bạn ấy chơi phải nói rằng là một người chơi có sự tính toán và đúng thật. VIP 5, VIP thấp mà không tính toán thì làm sao mà leo lên được tốt? Đấy, chơi đần như nhau thì ai nạp nhiều hơn người tốt hơn mà. Có điều nếu như bạn nạp ít hơn, bạn chơi thông minh hơn, bạn hoàn toàn chiến thắng. Đây là một minh chứng rõ rệt cho điều đấy. Bạn nào mà liên hệ mình nhẹ, hẹn các bạn trong video tiếp theo.